Hello là ok, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của chú chó đá hai chân xu xí sọn bông bí bỏng và mi mồm mỉm. Thì ở tập trước, hình như cái bà áo đỏ đã đột nhập vào nhà của anh Sen rồi hay sao cả nhà ơi? Đúng rồi, nãy giờ em nằm trong phòng em cũng nghe cái tiếng gì ở dưới cái phòng của em á, dưới nhà phòng kho của mình á. Đó, cả nhà có nghe tiếng động nó phát ra từ đó không? Lần này là mày chết với tao. Không phải không? Đúng rồi, đúng rồi, cả nhà. Bây giờ... Ê! Trời ơi! Ra là cái bà áo đỏ đột nhập vô hiền. Nửa đêm rồi mày vô nhà kho làm cái gì? Mày có theo không? Sau khi mà anh Sen phát hiện cái người mà ở trong nhà kho là mẹ thì bỗng dưng lại có một kẻ đột nhập và trốn trong cái đầu lưng này nè cả nhà. Hình như chính là cái bà áo đỏ hay sao á. Vậy thì liệu như có phải là cái bà áo đỏ đột nhập vào nhà của anh Sen để nhằm bắt Su hay không? Thì mời cả nhà đón xem ở tập ngày hôm nay nha. Đó, mày có nghe không? Cái tiếng rụt rè của nghe nó phát ra ngay trong cái đầu lưng này. Đúng rồi, đó nghe. Có cái thằng trộm nó trốn trong đó. Có cái thằng trộm nó trốn trong đó mày. Nó sao trong đầu lưng, không sao nó trốn cái đó được. Thì nó chui vô, nó không lại nó chui vô. Nó sẽ trong đầu lên mình thấy cái ánh sáng của ông. Ok ok, rồi nó có cái điện. Có cái nào điện của thằng đó không? Mà sao? Bây giờ làm sao thế? Bây giờ... bây giờ con đợi cho mẹ liên vô trong ngoài phía trong á. Mẹ dở lắm, sao con bố? Ok ok, mày luôn ra phía sau đi. Bây giờ thì mẹ sẽ luôn ra phía sau để bắt cái tên trộm nó vào trong cái đầu lưng nha cả nhà. Su ở đây nè. Mẹ ơi, Su, có mày. Ủa mẹ, Su chứ không phải là thằng trộm. Mẹ ơi, Su cho Su ơi, sao mày còn ở trong đây giúp Su? Trùng chẹt ở trong cái đầu lăng nãy giờ cả nha. Sao mày Su leo trong cái đầu lăng của một lèm gì đây? Trùng chẹt còn cái điện nữa. Điện Minh ở đâu nữa? Điện Minh ở đâu đó? Mà hấp bài không ơi. Trùng chẹt kỹ là đúng rồi cả nha. Su á là Su, Su trốn, Su đi học mẹ. Su một mình, Su chui đây, Su học bằng cái điện này cả nha. Đó. Vậy là có khi là Su sợ không kịp tiến độ nên Su lén là cả nhà ngủ, Su âm thầm lên Su học một mình Su á. Ủa, có đi học bài à? Đúng không? Su làm gì đây? Cả nhà Su á, Su nói là Su sợ là Su ở lại lớp là Su sẽ bị buồn và Su sẽ làm cho tất cả các fan của Su buồn. Đó, Su không muốn là Su là cái gương mà Su lại ở lại lớp như vậy nên Su cố gắng. Su lấy cái đèn này cả nhà, xong rồi Su học. Chứ sao con không ra ngồi con học mà con lại chui trong cái đầu con lăn con ngồi vậy con? Đây. Su. Vì sao vậy Su? Dây, Su nói cả nhà là Su sợ là Su học ở mấy cái chỗ mà gần phòng ngủ á, là ánh sáng của Su này nó rọi vô là làm cho mấy thành viên trong gia đình của Su không có ngủ được. Đó, Su sợ bị ảnh hưởng nên Su phải chui vô trong cái đầu lân á cả nhà để Su học. Chu cho thương ghê chưa? Chu cho bữa sau con nói chứ không lỡ con bổ chúng em sao? Thì đó, Chu cho cả nhà thấy Su không? Đó, Su muốn làm một cái gương tốt để Su làm gương cho tất cả các em fan nhỏ để các em nhìn Su mà em cái học đó cả nhà. Để mà vậy không được, phải giữ gìn sức khỏe chứ không thì nó học đêm nha được. Đúng rồi. Học về hư mắt hết. Học về hư mắt hết cả nhà, tại vì cả nhà biết không, buổi tối đâu có ánh sáng đâu. Bài học mà so vậy nè, làm sao mà học được? Chu ghê. Hơn á cả nhà là mình phát hiện ra chứ nếu không mày để cho Su mày cứ học liên tục như thế này là Su bị hư mắt luôn mẹ. Bữa sau á là con học á là con nói với anh nha, đã sắp xếp chỗ cho con học, con không có chui vô đâu con học được chưa? Chui vô cái đầu cả nhà, chui vô đầu lăn như thế này mà ngồi học vậy cả nhà. Và là rốt cuộc là không có kỳ chờ nữa hết cả nha. Chỉ là Su chăm học cho nên Su lén lúc lên đây Su học thôi. Chu chè mình cứ tưởng là cái bà áo đỏ hay là ai đột nhập vô nhà mình chứ không là mình bổ rồi. Ok, thôi bây giờ mẹ đưa Su xuống ngủ đi. Tôi đi ngủ đi con. Rồi ngày mai mình dạy Su từ sáng sớm luôn. Dạy sớm nó học nha. Đúng rồi. Thôi xuống ngủ đi hai đứa. Tôi đi ngủ. Ok. Làm mình giật cái mình cả nha. Thôi chúc Su mẹ ngủ ngon nha. Thôi mẹ đi xuống mẹ ngủ đây. Tuy Su rất là chăm học, tuy nhiên bây giờ phải để Su đi ngủ cả nha. Nếu mà Su không ngủ thì ngày mai Su sẽ không có sức đi học nữa đâu. Đó cả nhà thấy chưa? Su ơi, cả nhà Su rất là chăm luôn. Trời ơi, mình nhìn Su mà mình thương luôn á. Nó học từ sáng đến chiều mà bây giờ tối cúp điện á, vẫn sợ, vẫn cố gắng đi học này, sách vở của Su này cả nhà thấy chưa? Đó thôi, ngày mai mình sẽ cố gắng ôn cho Su nhiều hơn nữa để Su kịp tiến độ và Su sẽ đạt điểm tốt để làm phần thưởng cũng như là cái gương để cho các em nhỏ noi theo nha cả nhà. Ok. Sau một đêm bài bất ổn thì sáng hôm sau Su có một bài kiểm tra địa lý đó cả nhà. Anh Sen đã đưa Su đến trường học rồi. Hello là ok, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân Su xí sọn và bông bé bỏng. Thì như cả nhà cũng đã biết, hồi tối hôm qua tuy là nhà mình cúp điện nhưng mà Su rất là nỗ lực luôn cả nhà. Đúng không? Đúng rồi, Su suốt đêm để học bài luôn hai. Đó. Mà không biết bây giờ sáng Su dạy Su có nhớ gì không nữa. Đúng rồi, cả nhà thì hôm nay á là Su thi cái môn rất là quan trọng để có thể biết được là Su có được
thi cái kỳ giữa kỳ ông có hay không đó cả nhà. Đó chính là cái môn địa lý. Bây giờ kiểm tra lại bài của em Su Lý, Su có nhớ không hả? Để em cho em thêm Su Phi nè. Đúng rồi, mà đặc biệt cái môn địa lý này rất là khó luôn á. Cái môn này cả nhà tỷ lệ rất rất là cao luôn. Đúng rồi, bài cũng nhiều nữa. Bây giờ mình phải hỏi Su để mình củng cố kiến thức cho Su trước khi Su vô thi nha cả nhà. Đây nha cả nhà, mình đã mang theo cái sách địa lý rồi để mình ôn tập cho Su thêm một xíu nữa. Su, anh hỏi Su nè, hôm nay chắc chắn nó sẽ ra một cái câu luôn, anh nghĩ nó sẽ ra đó. Su tủ nghe ra câu đó. Câu đây là anh nghĩ là câu tủ cho Su nè. Su nói nè, Việt Nam ở cạnh nước nào? Su nhớ không? Trả lời anh nghe coi. Đúng rồi, Lào. Nước nào nữa? Campuchia. Rồi ai nữa? Nói cái gì Hiền? Trung Quốc. Đúng rồi, và một thiếu một nước cuối cùng nữa. Thái Lan. Chính xác cả nhà, Su quá đỉnh luôn. Ok, thôi được rồi, bây giờ là mình sẽ để Su đi vô lớp để Su thi. Sau đó là mình sẽ đứng đây mình đợi Su để xem là kết quả của Su như thế nào nha cả nhà. Chứ hiện tại là mình rất là lo lắng luôn. Lên chắc chạy giờ hai. Su ơi, Su nhất phải thi được 10 điểm nha Su. Chị với Bông tin tưởng Su. Đó cả nhà, Bông hôn chị Su để Bông ủng hộ chị Su là sẽ đi thi tốt đó cả nhà thấy không? Su ơi cố lên, Su ơi cố lên. Mình chắc chắn Su sẽ được 10 điểm đó cả nhà. Tại vì cái bài này mình chắc chắn sẽ ra cái câu tủ nãy giờ Su học á. Su, chưa thi. Tập. Đi đi Su, cố gắng lên chị. Đây đi. Bây giờ thì em Su sẽ vào lớp để đi thi môn địa lý nha cả nhà. Chị Hiền và em Bông bây giờ đang rất là lo lắng cho Su luôn á. Không biết là em Su có thể hoàn thành tốt cái bài kiểm tra địa lý ngày hôm nay hay không nữa. Kỳ thi diễn ra vào lúc 7:15. Thì bây giờ là 7:00 rồi cả nhà. Su phải vào để kịp thi thôi. Trong lúc mà em Su đang thi cái bài thi địa lý thì ở ngoài đây anh Sen cùng với chị Hiền và em Bông nó rất là lo lắng luôn á cả nhà. Theo như thông tin mà nãy giờ anh Sen nghe được á, là cái bài thi địa lý ngày hôm nay rất là khó luôn. Không biết là em Su có làm tốt hay không nữa. Cái đây rất là quan trọng luôn. Cái môn này mà rớt á là coi như là năm nay Su khỏi thi đại học luôn. Hiền, đúng rồi, nãy giờ thi được 2/3 thời gian rồi mà vẫn chưa thấy ai ra hết. Chủ đề năm nay khó lắm á. Đúng rồi, mà Hiền biết không, đợt đây á là Su sợ rằng Su rớt á nên năm nay Su học cả đêm luôn. Hiền thấy không, qua mà cấp điện Su lấy đi, Su lấy cái đèn pin Su bật Su học luôn đó. Không biết là Su có làm được bài không nữa. Cả nhà, bây giờ mình với anh Sen với lại Bông lo lắng lắm cả nha. Không, anh Sen rất là tin tưởng Su cả nhà. Ai chứ Su là anh Sen tin tưởng 100% luôn á. Đó, đợi đi, sắp ra rồi. Lúc này em Bông cũng đang rất lo lắng cho chị Su luôn á cả nhà. Em Bông có đi lại xung quanh đó cả nhà thấy không, em Bông cũng ngồi ngồi để chờ chị Su kiểm tra xong để coi thử chị Su có làm được bài hay không. Em Bông rất là hy vọng là bài hôm nay chị Su sẽ hoàn thành tốt đó cả nhà. Chị Hiền ở phía xa cũng đang đi lại rất là lo lắng cho em Su luôn. Tại cái bài thi này rất là quan trọng, nếu em Su mà không hoàn thành tốt thì em Su sẽ không thể nào đi thi đại học đó cả nhà. Hiền cũng đang rất là lắng cho em Su luôn. Su ơi, phải làm bài tốt nha Su. Lúc này ở ngoài cổng cũng đang có rất nhiều phụ huynh đang chờ con em của mình đó cả nhà. Ok cả nhà, thì hiện tại là đã 2 tiếng trôi qua rồi nhưng mà mình vẫn chưa thấy Su đi ra cả nhà. Đó, cả nhà có thấy xung quanh không? Rất là nhiều phụ huynh của các em nhỏ đang chuẩn bị đón để đi về. Đó, chờ các em thi xong rồi đón các em về. Đúng rồi, cũng như em Su mình luôn. Đó, đảm bảo luôn. Bây giờ tất cả mọi người đều đang rất là lo lắng bởi vì đợt đây mà thi mà rớt cái môn này là coi như là không được thi đại học luôn á. Không biết Su có thi được hay không nữa mà nãy giờ chưa thấy ra luôn. Đó, bây giờ bên kia cả nhà thấy không? Quá đông người luôn đang đợi. Đó, bên đây nữa nè cả nhà. Đây này Hiền, bên đây này Hiền thấy không? Quá trời cô chú là đang đợi cũng giống như mình luôn nè. Đúng rồi, quá trời luôn á. Thôi xong rồi, cả nhà có nhìn thấy gì không cả nhà? Đây chính là cái bà áo đỏ chuyên gia theo dõi em Su và anh Sen nè cả nhà ơi. Thôi bây giờ mình cố gắng mình ngồi đợi thêm xíu nữa đi Hiền. Lúc nào anh Sen vẫn chưa nhận ra là cái bà áo đỏ đang theo dõi mình đó cả nhà. Bây giờ ở đây có hai em nhỏ này cả nhà. Mà mình nhìn hai em này khá là thông minh luôn. Thì mình sẽ hỏi thử là các em này có biết là Việt Nam ở cạnh nước nào không nha cả nhà. Em có biết là Việt Nam ở cạnh nước nào không em? Nước Lào với nước Campuchia. Và nước Thái Lan với nước Trung Quốc. Đúng rồi, ô ghê, mấy em cũng giỏi ghê cả nha. Đúng rồi, mấy em lại lớn hơn Su mà. Đúng rồi, được, giỏi á. Vậy là chắc chắn anh nghĩ là Su lần này là thi tốt Hiền, mấy em đang còn biết mà. Đúng rồi, mà sao anh vẫn chưa thấy Su ta? Chưa đâu, hai trời tí, chắc Su đang ra á. Vậy là đúng rồi Hiền, có khi á là Su làm chắc Su ra sau á Hiền. Đó, bây giờ có khi nào Su không làm được bài nên Su bị kẹt ở trong đó mà. Không, bữa anh dặn Su rồi, là ví dụ mà Su có làm được thì Su cũng phải kiểm tra lại bài khi nào hết giờ mới được ra.
đó, nên đi yên tâm đi, chắc chắn là su sẽ ra đó. Bây giờ là dần dần là mấy em bắt đầu tan trường hết rồi đó, chắc su đang ra ha. Ok, bây giờ gọi đợi thêm một xíu nữa. Lúc này để gần đến giờ kết thúc cái bài thi rồi, em mong đang đứng xét cạnh cái cổng trường để coi thử có chị su đi ra không á. Em Su lúc này thì hình như đã hoàn thành xong cái bài thi rồi cả nhà. Tuy nhiên em Su ngồi lại tại một gốc cây để em Su quan sát cái bài thi của mình. Em mong lúc này đã quan sát thấy chị Su đang ngồi ở gốc cây. Và em bong chạy ra báo cho anh Sen biết là chị Su đã hoàn thành xong bài thi rồi kìa. Ôi, Su lại đây, lại đây. Bong nói gì? Bong thấy chị Su ra hả? Dạ, chị thi xong rồi. Đúng rồi, vậy là Su đang đi ra đó. Ê, Su kia. Lúc này em Su đã thi xong rồi cả nhà ơi. Em Su đang đi loanh quanh để tìm xem thử anh Sen, chị Hiền và em Bong đang đứng ở đâu. Tại vì lúc này rất nhiều học sinh đang tan trường ra đó cả nhà, cho nên em Su không nhìn thấy anh Sen đâu hết. Bây giờ em Su đang đi tìm anh Sen luôn đó. Cả nhà có thấy không, trong cặp của em Su cái gì lò ra đó cả nhà. Hình như đây là cái bài thi địa lý mà em Su vừa hoàn thành xong đó. Không biết em Su thi được mấy điểm đây. Yeah. Trời ơi, xuống ra, xuống ra. Anh ơi, anh ơi. Trời ơi, không biết có lên được bạn không mà sẽ cười nè hả? Nè, Bong vừa chạy ra thông báo với mình xong. Nói là xu ra. Trời ơi, phải ghê thiệt. Bây giờ Bong rin ở trong đó, Bong thấy chị Su xuất hiện là Bong ra Bong báo liền đó. Nhưng mà cả nhà nhìn mặt Su đi, rất là hớn hở luôn đúng không Hiền? Mới cười nãy giờ. Cười mà không ngậm được miệng lại luôn á. Chắc có khi làm bài được á. Đúng rồi, Su anh hỏi nè. Em làm bài địa lý được không? Được. Số làm bài cái trúng tủ không Su? Có lẽ cái câu hỏi mà hồi nãy với mình ôn tập không? Chị Hiền hỏi cái gì, có trúng tủ không? Trúng tủ. Trời ơi, chắc chắn là cao lắm á. Đúng rồi. Đâu cái bài thi của Su đâu? Trong cặp đây nè. Ê, bây giờ mình lấy bài thi của Su ra mình coi được không? Đưa anh mượn bài thi coi. Bây giờ anh lấy bài thi anh coi thử được bao nhiêu điểm nha. Nha, bây giờ là mình sẽ lấy bài thi của Su để mình coi thử là Su được bao nhiêu điểm nha cả nhà. Sao? Cả nhà thấy không? Mình lấy bài thi mà Su không cho mình lấy nè. Đó anh lấy coi. Đó thấy chưa? Đó cả nhà Su thấy không? Su không cho lấy. Cả nhà thấy không? Đó cả nhà thấy không? Tay của Su là đẩy ra, không có cho mình đụng vô bài thi này cả nhà. Su nói với mình á là cái bài thi này nè, Su chắc chắn là Su đậu luôn. Su kêu á là bài thi này đảm bảo là Su cao nhất lớp luôn do cô giáo chấm điểm rồi. Đó, cô giáo còn khen nữa là Su làm rất là tốt. Mà bây giờ Su nói với mình á là về nhà rồi mới coi hả anh? Đúng rồi, về nhà mới được coi chứ bây giờ ở trên trường Su chưa cho mình coi. Chắc chắn là Su lên một điểm cao lắm, Su tính về nhà để mình coi, để mình khen thưởng tặng Su luôn á. Su có chắc chắn bà đây là được điểm cao không? Được hả? Trời ơi, Su mà chắc chắn như vậy là mình được điểm cao á. Phải công nhận á, Su á rất là tự tin luôn, Hiền thấy không? Trời ơi, bao nhiêu công sức mình bỏ vô Su là bây giờ được đền đáp rồi hả Hiền? Đúng rồi hai, bây giờ mình dẫn Su kiếm tiền Su ăn đi, mình Su thi xong Su đói lắm á. Đúng rồi, giỏi á, được á, phải là Su xí sọ phải như thế đúng không cả nhà? Ok, thôi bây giờ đi. Bà áo đỏ đã đang theo dõi anh Sen đó cả nhà. Bà núp ở đằng sau cái xe và lấy cái bì lên chùm để che cái mặt lại đó. Vậy thì liệu như tại sao cái bà áo đỏ lại xuất hiện ngay trước cái cổng trường lúc mà Su vừa hoàn thành xong bài kiểm tra ra? Liệu như cái bà áo đỏ này có mục đích gì thì mời cả nhà đón xem ở tập tiếp theo nha.